Làn da mịn màng từ đầu đến chân. Chiếc máy này có gì? Cùng mình xem đến hết video nhé. Trước mặt mình đây là bộ sản phẩm 4-in-1, nhổ, cạo, tỉa lông, kem máy rửa mặt, có thể làm sạch mọi vùng lông trên cơ thể, ngay cả những vùng nhạy cảm như nách và bikini. Bộ sản phẩm này sẽ bao gồm một thân máy màu trắng hồng cực thu hút, một đầu nhổ đi kèm là nắp tiếp xúc với da và nắp nhổ cạo dành cho người mới sử dụng, một đầu cạo tỉa, phần tỉa có thể tháo lắp dễ dàng, một máy rửa mặt. Ngoài ra còn có một cáp sạc chuyên dụng, một lần sạc có thể dùng được 30 phút, một túi đựng khi cần mang đi xa, một chổi vệ sinh và sách hướng dẫn sử dụng. Trong số các phương pháp xử lý lông cơ thể hiện nay, nhổ lông luôn là giải pháp tốt nhất để lấy tận gốc chân lông. Như máy này, theo mình biết, phần đầu này có thiết kế với 40 đầu nhíp lấy được cả những sợi lông với độ dài chỉ 0,5mm. Đảm bảo toàn bộ lông sẽ được loại bỏ tối đa chỉ sau lần nhổ đầu tiên và hiệu quả lên tới 4 tuần. Nhắc đến nhổ lông, chị em thường rất ngại đau, nhưng chị em yên tâm, sử dụng càng nhiều da sẽ dần quen với việc này và cảm giác đau rát sẽ không còn nữa. Chưa kể máy còn trang bị đèn cảm biến áp lực, khi chị em dùng lực quá mạnh, đèn này sẽ chuyển sang màu đỏ để nhắc nhở tránh gây tổn thương da. Máy chống thấm nước 100%, chị em có thể dùng ngay khi đang tắm bồn hoặc vòi hoa sen. Nếu chị em nào chưa biết thì việc nhổ lông khi ướt sẽ giúp giảm đau, tạo sự thoải mái hơn. Đặc biệt, với dòng này hãng còn trang bị nắp nhổ cạo dành riêng cho người mới bắt đầu. Một tip nhỏ mình học được là nên dùng thêm gel hoặc kem nhổ cạo lông để tạo sự thoải mái nhất. Nhưng cũng cần lưu ý, đầu này chỉ nên dùng ướt cho vùng chân thôi ạ. Khi sử dụng, lắp thêm phần nắp tiếp xúc với da. Nếu lần đầu sử dụng, nên dùng đầu nhổ dành cho người mới. Sau đó, nhấn phím giữa này để bắt đầu hoạt động. Ở đây sẽ có hai mức để lựa chọn. Mức 1, mức nhẹ nhàng chỉ cần nhấn một lần. Mức 2, loại bỏ lông tối đa, nhấn thêm một lần nữa. Muốn tắt máy, nhấn 3 lần. Khi sử dụng, để máy ở góc 90 độ so với bề mặt da, di chuyển chậm và đều ngược chiều lông mọc. Chú ý lực vừa phải để tránh gây tổn thương da. Những tip nhổ lông sưu tập được mình sẽ để đây để chị em mình tiện tham khảo nhé. Dụng cụ thứ hai trong bộ này là đầu cạo tỉa chuyên dùng trên da khô. Có thể dùng để cạo nhanh vùng chân, vùng nách, bikini, tỉa đường viền hoặc là tỉa lông với độ dài 5mm. Để chuyển từ đầu nhổ sang đầu cạo tỉa cũng cực kỳ đơn giản. Máy có các nút tháo lắp ở giữa bên máy, chỉ cần giữ, tháo ra và lắp dụng cụ mới vào. Ở đây có 3 kiểu để chị em lựa chọn. Để cạo lông, chọn mở khóa. Tỉa đường viền, chọn đóng khóa. Tỉa ngắn lông với độ dài 5mm, chọn khóa và gắn thêm nắp tỉa vào. Và món đồ cuối cùng trong bộ chính là máy rửa mặt, món đồ không thể thiếu của bất kỳ chị em nào. Điều mình thích ở dụng cụ này đó là phần đầu bàn chải cực kỳ mềm mại, sẽ nhẹ nhàng làm sạch vùng da, hiệu quả gấp nhiều lần so với cách rửa mặt thông thường. Phần máy này sẽ dùng pin, máy có trang bị cho mình một cục pin dự phòng. Có một điều thú vị là khi cần thay pin, chúng ta sẽ dùng phần chổi vệ sinh của hãng để làm dụng cụ. Dùng phần đáy của chổi vệ sinh để mở khóa, thay pin xong, dùng chổi này xoay lại để đóng khóa. Khi sử dụng, chị em nhớ chuyển động theo vòng tròn, dùng lực nhẹ nhàng và sử dụng trong khoảng 1 phút là được. Về vệ sinh, chúng ta có thể dùng đầu bàn chải này để làm sạch các đầu nhổ, các nắp, riêng phần lá cạo thì tuyệt đối không dùng đầu bàn chải để tránh hư hỏng. Còn khi dùng ướt như phần đầu nhổ này, chúng ta có thể cho trực tiếp phần đầu nhổ này xả dưới vòi nước để dễ vệ sinh. Đối với máy rửa mặt thì chúng ta nên tháo đầu bàn chải riêng ra để dễ vệ sinh. Và chị em cần lưu ý, các dụng cụ này cần được để khô ráo trước khi sử dụng lần tiếp theo. Những chị em nào quan tâm đến việc vệ sinh lông cơ thể hay muốn tự tin diện như chiếc váy ngắn hoặc áo 2 dây thì nên sắm ngay chiếc máy này. Và đừng quên, sản phẩm này đã có sẵn tại showroom của Germany S&T. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm em có để link ở bên dưới phần mô tả. Anh chị có thể liên hệ website hoặc hotline 084 246 3333 để được tư vấn trực tiếp.